Chào các bạn, hôm nay mình sẽ để tiện tay cho các bạn hai thiết bị bảo vệ sửa chữa của xe máy thông minh mà mình mua hôm qua ở nhà hàng Sen Đỏ. Một thiết bị có giá 167k sau khi chỉ cảm chịu khuyến mại, và một thiết bị có giá khoảng 230k sau khi cảm chịu khuyến mại giảm giá. Trước mắt thiết bị thì hai cái tên là Xiaomi, Simi là thiết bị thứ nhất, thì không tuyệt vời gì cả. Và giá chắc tết bị này là trên thị trường, nè thị trường hàng của Trung Quốc bán về. Mình sẽ mở ra, nó có thiết bị thứ nhất. Sản phẩm bao gồm một của Tuấn Anh Store. Sản phẩm là ngoài sơ sài và chúng tôi sử dụng thì có in bằng tiếng Việt, không được làm tập cho lắm. Gồm có bộ xử lý trung tâm, thiết loa thì có cái tấm tích cơ dán bóc ra dán vào dán. Hai bộ chìa khóa thì trông hai chìa khóa này thì là chìa khóa thông minh, thì dạng có một bấm. Như hướng dẫn tại đây là bao gồm có khóa mở, tìm xe hoặc khởi động và có chuông báo động. Thì một miếng dán cho thiết bị cho cái thiết bị trung tâm này, nhưng mà thông thường thì thiết bị của nó sẽ dán vào cái xe. Tuy nhiên mình khi mà sử dụng có chống nước, có nước, vô chống nước thì sẽ cái thiết bị dán sẽ bong ra, thường phải sử dụng bằng lạt nữa. Mở thêm chút thì cái thiết bị này có rất nhiều dây để chìa khóa này bạn có thể cắt. Đây là dòng cho chìa khóa xe Honda, bạn có thể cắt chìa khóa theo xe, và như vậy mình chỉ cần sử dụng đúng cái chìa này duy nhất khi mà vào xe. Tuy nhiên gồm có chức năng bật khóa gây chế độ có vòi rú, khi chạm là có vòi rú, và khóa chế độ im lặng, chỉ khi nào mà bị phá thì nó mới kêu. Chế độ mở cái này thì có một nhược điểm, phải ấn trong vòng giữ trong vòng khoảng 5 giây, như vậy thì hơi lâu. Là những chế độ này phải là chế độ mặc định thì quả ra chế độ vòi rú lại là chế độ mặc định, như vậy không hợp lý. Nếu mà như mình lắp thì chắc mình sẽ bỏ cái thì có hẳn cái còi này đi để cho tránh tình trạng là vùng còi kín ỏi đi, và mình chỉ cần nháy xi nhan là đủ. Về mạch điện thì họ hướng dẫn, về mạch điện hướng dẫn chỉ có hướng dẫn trên web và có rất nhiều dây. Còn có hai dây vàng này là dây cho xi nhan, đèn xi nhan. Các dây ba dây có khoảng 3 dây cho tín hiệu, và hai dây này là gì, hồng và đỏ là dùng hồng chủ chốt. Để thấy đây là dây nối vào khóa điện xe. Lưu ý là dây khóa điện tử F1 thì dây đỏ và đen không sử dụng đến. Dây tự xe dây này. Rồi FI, các máy FI. Hay hướng dẫn cho xe Yamaha và xe Innova. Đó là thiết bị thứ nhất. Với thiết bị thứ hai, mình sẽ mở. Thiết bị này thì có một lẹp nhựa sử dụng thẻ này kích hoạt, thẻ thêm thẻ bảo hành. Các thẻ sản phẩm bảo hành chính hãng 6 tháng. Có một lọ nhựa. Sản phẩm này thì theo hướng dẫn trên mạng sơ đồ thì có hai chìa khóa. Hai chìa khóa này có thể đeo trực tiếp vào khóa dây xe máy,
riêng như loại này thì chúng ta không thể sử dụng được chìa khóa không 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 có thể không cần sử dụng chìa khóa cũ, nhưng có nhược điểm là cái khóa từ của xe máy chúng ta sẽ disable đi. Chìa này thì chúng ta dùng luôn chìa khóa của xe máy Honda và chỉ đeo vào để cho nó chạm sát vào thiết bị, gần với thiết bị này là thế là đủ, chúng ta không cần phải lo lắng chuyện. Về sơ đồ đấu nối thì thiết bị này chỉ có 3 dây và theo trên mạng thì nó chỉ gồm hệ thống cho đến cái khóa này thôi. Tuy nhiên về mặt sơ đồ thiết kế của thiết bị Xiaomi này thì thêm những cái đèn xi nhan linh tinh, tuy nhiên thực tế thì không có cả. Và không hiểu sao người ta cũng vẫn đưa ra hướng dẫn như vậy, không rõ lắm. Ví dụ như sau chơi hàng ngày thì không hướng dẫn nào, không có chơi nào cho cái việc đó. Đây là cái xanh dương, nhưng mà cái dương đây không có dây đàn nào. Hướng dẫn sử dụng này theo mình là việc là cho một cái thiết bị khác và đằng xa. Với thiết bị này thì mình nghĩ là cái chức năng của nó bao gồm có khi mà mở khóa nó không có hay có chèn thì lập tức nó sẽ kêu rất to và như thế rất hữu dụng. Thứ nhất là nó không khóa được và không mở được xe, và thứ hai là nó kêu rất to, như thế rất hữu dụng. Mình không cần phải sửa đổi cái thìa có khóa từ của xe máy, mình không cần phải thì mình vẫn dùng được. Riêng khoản này thì chúng ta cái tính kêu này mình nghĩ sẽ không hữu dụng lắm, vì kêu này nó rất bất tiện. Có phải chúng ta nếu chúng ta gửi xe vào cái nhà xe, việc kêu to này nó sẽ không được phù hợp lắm trong môi trường nhà xe, nó sẽ làm ô nhiễm tiếng ồn, ô nhiễm các thứ, và người ta cái việc ở nhà gửi nhiệt trong xe người ta dắt đi dắt lại rất nhiều lần, và chúng ta không thể bảo người ta đừng dắt được việc đó, dắt xe của mình.